Vâng, hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Video này mình sẽ khui cho anh em xem một cây DJI Dongseo 8881 mà phiên bản không khớp các bạn nhé. Đấy, thì hiện tại thì mình có nhập sẵn những cái hàng Dongseo 81, 82, 83, 85 nhưng mà phiên bản có khớp, mà anh em nào cần hàng không khớp ấy, thì có thể order mình nhé. Mình luôn luôn nhận hàng order và hàng sẽ về trong khoảng 10 ngày. Đây là một cây 81 còn nguyên đai nguyên kiện các bạn nhé. À, mình có xem thông tin đặt hàng này. Đó, anh em có thể thấy này. Đó, 8881 DG. Ở bên này là D-tone một phần này. Cái giữ chữ trong ngoặc là kèm một bộ phụ kiện đầy đủ đấy, đại loại thế. Mình nói chung là order cho các bạn hàng nguyên đái nguyên kiện và cam kết là chính hãng luôn. Thì mình sẽ khui ra nhé. Hàng không khớp thì họ sẽ cho cái hộp này, luôn luôn là như vậy, hoặc là hộp này hoặc là cái bao da. Nhưng mà Dongseo thì trước giờ mình mua là hay được cái hộp này. Đó, đợt này còn cho cả quyển sách nữa này. Đó, các cái sáo của Dongseo này. Đó, cái sách này hướng dẫn rất nhiều thứ hữu ích này, dán màng rung này. Có chi tiết trong đây hết. Các thế bấm của DJI này. Đó. Nói chung là anh em về chịu khó cứ dùng Google dịch thì học quyển sách này nó cũng chơi là cũng ok đấy. Mình nghĩ là phụ kiện thì nó đặt hết trong cái hộp này. Đây, phụ kiện này. À, cho trong một cái gói. Ok. Cái ốp này. Xem nào. Phụ kiện thì cũng như cái bản không khớp, à nhầm, bản có khớp thôi. Keo này, keo nước này, keo khô này, dây treo, một gói bằng dung của Dongseo. Cái hàng này thì mình sẽ tặng thêm các bạn một gói bằng dung cao cấp nhé. Có màu đỏ này, đây anh em thấy này. Dongseo nhé. Đó. Cái này thì không cần bối trơn khớp nối rồi, bởi vì nó không có khớp. À, cái gì này. Nhưng mà cầm nó cũng na ná cái hàng có khớp. Đó. Dongseo 8881. Đây, logo đây. Nói chung nó chỉ khác cái hàng có khớp kia ở chỗ này thôi. Đấy, chỗ này thì nó sẽ có cái khớp nối, còn ở đây thì không có. Dành cho các bạn thích sự liền lạc và ít khi di chuyển nhiều thì chúng ta dùng cái loại này cũng ok. 8881 thì chất lượng thì rất là đồng đều, hầu như là mua về là bán ok ngay, ít khi mà gặp lỗi. D 6 la không khớp. Đây, để xa xa đây, các bạn ngắm đi. Đó.